Hoa TV xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đã đến video theo của mình. Như cái xe vừa gọi là pizza vừa gọi cả nhà và phần thưởng 5 kg gạo nha cả nhà. Và bên chú Ngọc với anh Trưng Thắng nha cả nhà. Và phần mình sẽ hứa với cả nhà sẽ đi trao những cái phần gạo này cho những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Và hiện tại mình đang có mặt tại nhà bà Chính nha cả nhà. Không phải là bà Chính này. Rồi cái kênh con làm mình YouTube á được giải thưởng 5 kg gạo. Hôm nay con ghé cho tặng cho bà Chính thay mặt cho của chú Ngọc với anh Trưng nha cả nhà. Rồi để bà Chính để cho con hỏi thăm bằng chút nha bà Chính. Rồi như công việc hàng ngày bà làm gì bà Chính? Bà bán bánh mì đó. Dạ. Bán bánh mì không. Là mình bán mì không á. Dạ. Mình thấy đây bà Chính bán bánh mì giấc sáng ngoài chợ đó cả nhà. Rồi một ổ mình lời được bao nhiêu bà Chính? Ổ lời được 400 đồng. Dạ. Rồi mỗi một ngày thì bán được 100 ổ là được có 40 ngàn à. Rồi ra là nó chi phí không có đủ hàng ngày. Cũng thiếu thốn lắm. Dạ. Nhưng có mình sống cũng không có con cái nó mặn bấp bênh lắm, thì thất nghiệp nữa, rồi không có đứa nào mà lo tiếp gì hết, hoàn cảnh khổ lắm. Dạ. Rồi bà Chính mấy giờ mình mới đi ra chợ bán bà Chính? 4:30. 4:30 sáng nha. Ừ. Dạ. Mình thấy Chính tội quá nhỉ. Vì để hỏi bà Chính để kênh con từ từ càng ngày phát triển đi, rồi con sẽ trao những phần quà tiếp theo cho bà Chính nữa. Bà Chính con trả lại con sẽ trao cho bà Chính nữa. Dạ dạ như vậy nhà cũng bà con mình giúp đỡ tôi cũng rất là mang ơn. Dạ. Rồi ngoài cái việc mình để con hỏi chút nữa không, ngoài việc mình bán bánh mì xong rồi mình có làm gì thêm nữa không bà Chính? Về nhà cũng là lặt vặt trong nhà rồi chút đỉnh này nữa, rồi Hằng cũng bệnh hoạn nữa, rồi bệnh gan nữa, ra cũng không có mặn gì nặng nề mấy nữa. Rồi, bán bánh mì là ngày nào mình bán hả Chính? Ngày nào cũng bán. Người ta mấy dỗ ta giao bánh mì ta đem lại cho mình hay gì? Thì sáng 4:30 người ta đem lại rồi mình đi lại đó rồi mình chắc ra mình bán. Bữa đắt bữa thì bữa cũng còn 10 mấy 20 cổ. À, cũng có bữa chưa bán không hết nữa, có bữa bán không hết nữa. Có bữa bán không hết. Bữa lại 400 đồng à. Dạ. Bữa mưa gió rồi bán cũng ế lên ế xuống. Ở nhà có đi chợ Phú Cường cái nhà. Rồi có đi ngang ghé gặp bà Chính bán bánh mì cái nhà, mua ủng hộ tiếp bà Chính nha cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà nhiều luôn. Rồi bà Chính này con bắt tay chúc bà Chính thật nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ cảm ơn. Rồi để kênh con hứa nãy giờ đó, rồi con sẽ quay lại con để tặng cho bà Chính nhiều phần quà có giá trị hơn nữa. Dạ, 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 cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ. Rồi nãy giờ mình cũng chia sẻ hoàn cảnh của bà Chính nha cả nhà. Rồi bây giờ cho mình kết thúc clip tại đây nha. Cho mình với bà Chính bye bye cả nhà luôn nha. Bye bye cả nhà.